Hello xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với gọi là ăn hết tất cả đồ ăn Hàn Quốc ở GS25. Các bạn cũng nhớ đó là lần trước là mình có làm ở Circle K, cũng phải không? 7-Eleven, con quỷ già này. Hôm bữa là mình có làm ở 7-Eleven rồi. Và nếu sau ngày hôm nay mình làm ở GS25 mà các bạn muốn mình làm ở đâu thì các bạn có thể comment phía dưới nha. Còn bây giờ thì let's go. Ok, hôm nay thì tụi mình quyết định là sẽ làm đồ ăn thiên về đồ ăn Hàn Quốc ở đây. Nên là mình sẽ lựa hết tất cả đồ ăn Hàn Quốc ở đây xong mình sẽ ăn. Hôm bữa là mình ăn kiểu bị lung tung quá. Uầy, sao đây có bán cả đồ chơi này? Ủa sao có robot đồ? Mình thấy ở đây có cái này hay lắm nè, 3D human mà. Tôi thấy ruột nè, ruột già rồi nè, ở tim rồi đó. Nhìn là uầy, cái vỏ cũng hợp với cái áo mình nữa. Hôm nay mặc đồ hợp lý nha. Đây là quầy snack các bạn ạ. Bánh que mực sốt cay. Mình chưa ăn cái này bao giờ đúng không? Mọi người ơi, kem này phải kem sầu riêng. Kem sầu riêng, có quả sầu riêng luôn hả ta? Happy Durian. Học, tôi phải giới thiệu các bạn cái kem này. Kem này là cái kem tôi siêu mê mẩn. Kem Oreo Biscuit Piece. Kem này cũng đỉnh nha. Cái chị ấy hay làm dưới nhà tôi mà cứ về là hết cái này. Auto hết. Wow. Power Cup. Đây cũng là một loại kem. Kem này là kem đậu xanh, chocolate dâu. Ok. À, nhìn ngon quá. Măm măm. Bánh green tea chocolate premium. À, không, nhưng mà mình nghĩ bánh này ngon hơn. À, bưởi. Hôm bữa tôi mua bịch bưởi mà tôi chưa kịp ăn, đem về công ty mấy quỷ nó ăn mất tiêu của tôi. Tôi sẽ lấy một cái kimbap bò bulgogi này thử. Cái này là quả lựu. Ok, bây giờ mới vô món chính nè. Mrs. Blesser, three amazing style. Hư. À chị ơi. Dạ, lấy giùm em một cái mì trộn trứng xúc xích ạ. Một cái gà sốt chan trong. Dạ. À quên. Em xin ạ. Cái này mình uống với nhạc nó chị sao với nhạc. Để em lấy kìa. Đây á. Ui này hả? Ta đi ăn GS25 mà ăn hết 626.000 không? 20 món? Ui sao mình mua chuẩn vậy ta? Ok, đây là mì trộn. Đây là quỷ sổ, mình không có mua. Cái này là mình cũng mua trong thời gian gọi là rảnh rỗi ngồi chơi. Cái này là kem, cái này là kem, cái này là kem. Cái này là tráng miệng. Cái này là nước lựu. Đây là bánh que chưa bao giờ ăn, vị mật siêu cay. Cái này bánh Oreo kem luôn. Cái này kem, cái này là túi kem. Cái này là bưởi, ăn để tí cho. You know what I mean. Còn đây là Yakult, cũng để cho. Đây là gà. Wow, cơm phô mai. Rồi, cuối cùng chính là lẩu. Ok các bạn ạ, theo mình được biết thì cái chai này nó có một cái spin để nó ra cái lốc xoáy ở trong này. Người ta sẽ... Đấy, cái lốc xoáy ở trong mọi người thấy không? Nhưng mà tay mình thấy yếu thì nó không làm được nhiều. Kiểu các bạn nào khỏe khỏe một tí thì làm nó sẽ ra, xong rồi người ta sẽ hay hay pa pa. Lên thôi. Đúng rồi. Xong mình thấy có tịnh. Hiệu ứng thôi. Ok, theo mình công thức là một nửa chai này và ba chai này. Đấy, một chai này với lại là vừa ăn đồ ăn Hàn Quốc vừa nhâm nhi. And then em bị rượu đau mất rồi. nhưng mà ok. Là ở đây là có cơm phô mai đường phố Hàn Quốc. Cái này ra. Wow.
Đầu tiên thì các bạn có thể thấy đó là cái phô mai hồi nãy á, là nó đã được tan chảy. Cái này nuôi để chi ạ? Ông mình sẽ ăn thử. Ngon nha. Cơm này cũng kiểu là cái cơm dính dính giống như ở hàng á, chứ không phải là cái cơm mà bình thường ở Việt Nam mình hay ăn. Cũng không thích ăn cái cơm đó lắm, tại vì cái cơm ở cái hàng nó hơi cứng. Ngon. Nếu mà các bạn đang trong một buổi trưa, hôm nay mình muốn ăn loại Hàn Quốc nhưng mình lại không có nhiều tiền lắm, thì các bạn đừng ngần ngại mà hãy ăn thử cái món này. Ngon á. Một ít kim chi đấy nữa. Không biết là có phải tại vì mình coi phim Hàn nhiều quá không, mà mỗi lần mà mình ăn cái gì á, chuẩn mì à, cơm nè, nhưng mà tự nhiên có kim chi vô tự nhiên ngon hẳn, hay là tại mình coi phim Hàn Quốc ấy nhiều. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có đây là cái gà ở trong cái nước sốt của tteokbokki. Cái gà này nó đỉnh, gà ngon nha. Ngon. Ai mà trộn ăn cắp kim chi của này mới được. Chứ sốt quá. Mình sẽ chỉ cho các bạn một sự kết hợp tuyệt đỉnh giữa món gà này và món mì trộn. Khi mình kết hợp với cái gà này, chúng ta sẽ có một cái gà siêu đỉnh. Chúng ta đã có một bữa ăn ngon lành. Nói thiệt, nửa đêm mà đi nhậu về mà tự nhiên đứa nào dưới nhà nó đang nấu mì mà lại còn ăn với kim chi và gà nữa thì ôi trời ơi, đúng là một tội ác. Diễn. Thực phẩm bổ sung nước lượng vitamin C, bổ sung nước ép lượng. Ok, nếu như mà các bạn không thích mì trộn thì đừng lo, chúng ta có lẩu. Mình thích nhất là ăn cái này nè các bạn. Cái này hay gọi là tẩu đầu hủ kỳ phải không? Đúng á. Lẩu ở đây chắc là người ta cũng nấu theo kiểu Hàn Quốc á, thì nó sẽ kiểu hơi nhạt nhạt một tí. Nó ăn có thể ăn chung này với kim chi cũng được, cũng rất là ngon. Rất là ngon nha, đậu hủ phô mai. Mình muốn hiền thoại, nhưng mà tôi đã góp ý rất nhiều lần rồi mà hãng bán trái cây này không nghe. Tôi đề nghị cái hãng nào mà sản xuất ra cái này hãy cho nhiều muối hơn, collab với một cái hãng làm muối, muối tôm đỉnh của chết. Cái hãng đông lạnh trái cây này không, nhưng mà thì ăn muối nhiều không tốt đâu các bạn. Ăn muối nhiều nó sẽ đậu giữ nước lại trong người các bạn mà nó sẽ làm cho các bạn bị bí phèo đấy. Nên là ăn muối ít thôi. Có bao nhiêu muối ngon đưa đây tôi ăn giùm cho, bí phèo giùm cho. Hình như không phải ăn như vậy đâu mọi người. Là mình phải bứt cái này chết rồi. Là mình phải bứt cái này ra. Nếu mà các bạn có mắt sai lầm thì các bạn thôi đừng như tôi. Là các bạn phải bứt cái chỗ này ra nè. Đó. Không rồi cái mình cầm mình ăn luôn. Mà bây giờ tôi lỡ làng rồi hiểu không? Những người ở trong cái cuộc ôi nhưng mà ngon nha. Nếu các bạn đã quá ngán ăn mì, hãy lấy cái cơm cuộn. Mà tôi thấy ở trong này có thịt bò, có rau, có trứng, có sốt, cà rốt, có cơm, có rong biển. Và có cả tui. Wow. Mình tính lấy cái này ra mình chơi nhưng mà cái này chơi thì sao ta? Nó cho mình nhiều em bé quá vậy. À, là cấu tạo cơ thể của mình nhưng mà bằng tiếng Hàn Quốc. À, mình thổi nó lên hả? Đúng rồi, thổi nè. Ghê quá à. Đáng sợ quá. Có chắc không vậy? Ủa cái này để làm gì? Để mình nói có đúng không nha, đây là quả tim nè. The heart one, what it one. Rồi đó. Cái này là cái đầu nè, Mori nè. Còn cái này là gì biết không? What? Cái này là cái hiệu may mắn. Đúng vậy, cái là cái hiệu may mắn. Thôi, tự nhiên mới chọn này chứ không biết. Wow. Những này có vẻ ngon lắm mọi người. Đây là bánh strawberry banana cotta premium. Ôi, vẫn cứng nha. Ai da da. Chúng ta có gì đây nhỉ? Wow. Nghe mùi mực và mùi cay. Ủa, cay nha.
ăn vô khoảng 1-2 giây sau thì cái vị cay rất là đậm đặc. Dành cho bạn nào thích ăn cay. No quá. Ok, bây giờ sẽ đến với màn review kem. Đầu tiên chúng ta sẽ có durian. Thì ra là mình phải đi về tới công ty mình review tiếp, là tại vì ở đó mình no quá. Mình đi về đây á để mình ăn xong rồi mình dụ mấy người trong công ty ăn giùm mình nữa. Wow, cái này có hình sầu riêng luôn. Ủa, cái kem sầu riêng này ngon nha. Ủa, nó y như ăn miếng sầu riêng luôn á. Hết ăn sầu riêng không em? Cái đó như ăn sầu riêng luôn á. Ăn thử đi, nó vừa mềm mà nó vừa thơm. Trả lại cho chị được không? À, không để ý. Mất dạy thiệt chứ. Tiếp theo là sẽ đến cái này, Oreo ice cream. Nhìn nó mịn nó. Wow. Cái này cũng ngon. Cái này ngon quá. Cái này cái bánh, cái bánh nó sẽ không có giòn như bánh Oreo, nhưng mà nó sẽ mềm. Ở trong thử là kem Oreo xay ra. Em mới ăn bánh Oreo không? Chị lỡ cắn mất miếng nhưng mà ăn ngon không? Cái này mình thấy là lạ nên mình mua thử nè. Hóa ra nó là cái này. Đâu mày mở ra. Nó sợ văng mặt tao quá. Cái này ngon nè. Cái này thì cái mình rất là thích. Ôi! What the fuck? Oh no! Ôi sốc. Điều em không muốn này cũng ra đến. Gãy luôn rồi. Ok. Em mời đừng ăn cái này nữa, vứt cái này đi. Ăn cái này ngon hơn nè. Là chocolate mint. Cái này ngon lắm, ăn thử đi. Ô, cái này cũng ngon. Cái nào cũng ngon cả. Nè, ăn không em? Ông vừa mới mất luôn. Ông vừa mới mất cái tay nó còn đẹp 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 lên. Nè, cho mày cái này ngon lắm nè. À, hết rồi đó, hết rồi. Thấy chưa? Ê, còn.